Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng tự phê bình và phê bình là việc phải làm thường xuyên như rửa mặt hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên. Tự phê bình là tự soi mình, sẽ thấy rõ mình hơn, nhận rõ thiếu sót, sửa chữa khuyết điểm mà gìn giữ đạo đức lối sống để ngày càng tiến bộ và có tự phê bình nghiêm túc thì mới khuyến khích được người khác phê bình mình. Người nói phê bình là nêu ra ưu điểm và vạch ra khuyết điểm của đồng chí mình, và khuyết điểm cũng như một chứng bệnh, phê bình là thuốc để chữa bệnh khuyết điểm. Và sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp để các cán bộ, đảng viên tự soi rọi lại mình để có biện pháp phòng chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đặc biệt, để thực hiện tốt chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa càng có ý nghĩa quan trọng. Nhiều năm nay, tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, những vấn đề của nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đặt ra đã được các đảng viên trong chi bộ khu phố Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ bàn luận sôi nổi. Nội dung sinh hoạt luôn gắn với những vấn đề thời sự thiết thực và gần gũi với đời sống nhân dân. Trong đó, các đảng viên đặc biệt quan tâm đến nội dung tự phê bình và phê bình nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa góp phần xây dựng sự đoàn kết nội bộ. Đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong mọi hoạt động tại cơ sở. Trước khi mà họp chi bộ và họp giao ban ban điều hành khu phố thì bao giờ cũng chi ủy cũng có phiên họp trước để mà định hướng lãnh đạo trong cái tháng tới và phân tích để khắc phục những cái gì còn tồn đọng ở tháng cũ, thường xuyên là nhắc nhở các chi ủy viên để mà lãnh đạo các tổ để vận động bà con cùng tham gia hưởng ứng cái chủ trương của chi bộ. Và cũng trong cái phiên họp giao ban khu phố thì đồng chí cũng thường xuyên là nhắc nhở các đồng chí tổ trưởng là phát huy vai trò của mình để đi vận động tuyên truyền bà con. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt và hoạt động của đảng, là phương pháp căn bản để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại phát triển của đảng, là một biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Về cái công tác phê bình và tự phê bình thì cấp ủy chỉ huy trạm đã đề cao cái trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước với cái phương châm là làm việc theo cái chức trách, thì nêu gương trong cái hành động, nâng cao cái chất lượng sinh hoạt, tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục cái khâu yếu, mặt yếu, coi trọng cái công tác là tự soi tự sửa, ngăn chặn đẩy lùi cái sự suy thoái về tư tưởng chính trị cũng như là đạo đức lối sống và những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ của trạm. Bản thân tôi trên cương vị là trạm trưởng thì luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước chỉ huy các cấp, làm cho cán bộ đảng viên không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực rèn luyện về đạo đức, về chống cái lối sống cá nhân chủ nghĩa, kịp thời khắc phục những cái hạn chế và thiếu sót để thực hiện tốt cái vai trò nêu gương của người cán bộ chủ trì, không có ngại va chạm, không sợ mất lòng trong cái công tác phê bình và tự phê bình. Học và làm theo Bác, các buổi sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở phường Phước Nguyên được tổ chức rất chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình. Đồng thời, đảng ủy phường triển khai cho tập thể ban thường vụ đảng ủy và từng cán bộ đảng viên phải gương mẫu kiểm điểm tự soi, tự sửa một cách nghiêm túc. Nội dung chủ yếu tập trung vào ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Gắn với cái trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên với cái vai trò, với cái việc tự soi tự sửa thì tôi đánh giá rất là cao trong cái việc phát huy cái tinh thần tự soi và tự sửa. Trên tinh thần chỉ đạo của thành ủy thường trực
thành phố trong thời gian vừa qua thì Đảng bộ phường Phước Nguyên cũng đã tổ chức triển khai quán triệt học tập cho cán bộ đảng viên. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì từng cán bộ đảng viên cũng đã tự xây dựng cho mình một cái kế hoạch tự soi tự sửa và trên tinh thần là thương yêu đỡ đồng chí đồng đội. Qua đó phải nghiêm túc, thẳng thắn trách nhiệm để làm sao tự mỗi cán bộ đảng viên không tự kêu với cái chiến thắng của mình và tự cho rằng là mình luôn luôn là đúng. Và qua đó phải có cái thật thà, phải có cái nghiêm túc để làm sao tự mình hoàn thiện cho mình với cái việc tự soi tự sửa. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ như thế này, cấp ủy và các đảng viên của chi bộ quân sự thuộc đảng bộ phường Phước Nguyên sớm phát hiện những ưu điểm để phát huy, kịp thời khắc phục những khuyết điểm trong lãnh đạo của cấp ủy, của chi bộ và cán bộ đảng viên, nhất là những cấp ủy viên là cán bộ chủ chốt, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy tinh thần dân chủ, rèn luyện và nâng cao tính tự giác, ý thức trách nhiệm của người đảng viên cộng sản. Cái số đảng viên tham gia rất đều đặn và đầy đủ, tham gia theo đúng cái quy định theo chỉ thị 10, sinh hoạt vào các cái ngày là tức là vào sáng thứ năm tuần đầu tiên của tháng đó, tập trung về cái thứ nhất là đánh giá cái kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng trước và cái đề ra cái phương hướng nghị quyết lãnh đạo của tháng tiếp theo. Ngoài ra trong sinh hoạt về cái công tác tự phê bình và phê bình là luôn được quan tâm để làm sao cho cái thứ nhất là về cái chất lượng sinh hoạt có cái đóng góp nhiều ở trong cái theo cái chỉ thị 10, bảo đảm các cái mức độ về chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ quân sự là chi bộ đặc thù, do đó là có cái đánh giá về cái chi bộ năm tốt, đảng viên năm tốt. Thì theo cái ngành dọc thì đã ngoài ra là cái có cái mô hình là về cái đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới, do đó là ngày càng sinh hoạt cái chất lượng ngày càng nâng cao. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tự phê bình và phê bình là một hành động cách mạng, là một cử chỉ chăng quá, và việc tiếp thu phê bình cũng phải là một cử chỉ chăng quá vì lợi ích và sự nghiệp chung của đảng, của dân tộc. Phê bình nên nắm thực chất vấn đề, không cần nhiều lời, mà vấn đề quan trọng nhất là chân thành và có thiện chí. Thông thường người ta chỉ thích được khen mà không thích bị chê, cho nên phê bình trực tiếp giữa buổi họp mà người nghe không thấy tức tối, khó chịu là đã thành công trong việc giúp đồng chí mình quyết tâm sửa chữa và tiến bộ hơn. Là người cách mạng cần nhận thức đúng đắn từ phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng là điều cần thiết, có vai trò quan trọng trong phòng chống suy thoái tiêu cực để từ đó thực hiện hiệu quả chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước cái tình hình nhiệm vụ mới thì cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ấy, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh của chúng ta trên cương vị vị trí việc làm cần phải phát huy hơn nữa về cái ý thức trách nhiệm, về cái tính tiền phong gương mẫu trong cái suy nghĩ, trong cái hành động, trong cái tự giác thường xuyên tu dưỡng rèn luyện và tự soi tự sửa để dốc sức góp phần cùng với cả nước đẩy lùi được cái tệ là tham ô lãng phí. Và làm được cái đó thì đòi hỏi là các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị từ tỉnh cho đến cơ sở cần phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, sự quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dứt khoát để đẩy nhanh cái việc thực hiện có hiệu quả hơn nữa những cái nội dung giải pháp trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo. Thì thông qua đó thì sẽ góp phần để thực hiện thành công cái tinh thần Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta lần thứ 7. Thưa quý vị, ở từng tổ chức cơ sở đảng, tự phê bình và phê bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với đảng.
Thành thật với mình, thành thật với người, đó chính là nhân cách, là hành vi cao thượng, là trách nhiệm của con người nói chung và đối với đội ngũ cán bộ đảng viên nói riêng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình là hành động thiết thực nhất để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, là cơ sở, là yếu tố góp phần để các cấp ủy đảng thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Và đó cũng là tiền đề để phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các đồng chí, những ngày tháng 2 này, nhân dân cả nước đang hân hoan đón chào một mùa xuân mới. Chúng ta cùng nhớ về một mùa xuân cách đây 93 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 93 năm, gần trọn một thế kỷ, Đảng lãnh đạo dân tộc Việt Nam tự tạo lập tương lai cho mình bằng những cuộc cải biến lịch sử mang tính thời đại. Từ đó, vững bước tạo lập cơ đồ Việt Nam tươi sáng, đủ sức hội nhập, phát triển bền vững, tràn đầy khát vọng và tự tin trở thành một dân tộc có thể sánh vai với các cường quốc Nam châu. Đảng tuy là tổ chức chính trị bao gồm những thành phần tinh hoa, ưu tú nhất của giai cấp và dân tộc, nhưng cán bộ, đảng viên cũng là những con người nên khó tránh khỏi những sai lầm khuyết điểm. Đảng ta từng mắc khuyết điểm nhưng không giấu giếm, và với bản lĩnh chính trị của một đảng cầm quyền, Đảng đã dũng cảm nhận trách nhiệm trước nhân dân về những yếu kém, khuyết điểm, thậm chí là sai lầm. Cuộc đấu tranh quyết liệt phòng chống tham nhũng và tiêu cực thời gian qua cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng. Mười năm qua, Đảng tự soi, tự sửa mình để không ngừng lớn mạnh qua cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thẳng thắn, trung thực và bản lĩnh, Đảng đã công khai khuyết điểm, kể cả các vụ vi phạm pháp luật của hàng chục ngàn tổ chức đảng và hàng trăm ngàn đảng viên, cũng như những hình thức kỷ luật đối với các tổ chức đảng và cá nhân đảng viên có khuyết điểm, kết quả xử lý các vụ tham nhũng mà nhiều cán bộ đảng viên phải chịu án tù. Trong đó có không ít cán bộ cao cấp là ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí là ủy viên Bộ Chính trị. Đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm đó và đề ra các giải pháp khắc phục. Chống tham nhũng và thông tin về kết quả chống tham nhũng đều không có dùng cấm. Việc này không làm Đảng mất uy tín, mà càng thể hiện bản lĩnh của Đảng. Bác Hồ nói là một Đảng thì không sợ khuyết điểm, chỉ sợ có khuyết điểm không chịu sửa. Do đó mà nhận ra khuyết điểm, kiên quyết xử lý, đặt sửa chữa khuyết điểm. Và nếu không sửa được thì kiên quyết phải gạt bỏ. Đấy là cái tinh thần cách mạng của một đảng chân chính. Tinh thần phòng chống tham nhũng tiêu cực theo hướng nhân ái, nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình, nhưng vẫn đủ răn đe và giáo dục, được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu và thực hiện bài bản trong năm qua, đã khiến cho nhân dân vui mừng và thêm tin tưởng vào quyết tâm sửa chữa khuyết điểm của Đảng. 93 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, luôn xứng đáng là người đầy tớ, người lãnh đạo thật trung thành của nhân dân. Cả dân tộc đang hướng tới hai mốc kỷ niệm trăm năm, đưa Việt Nam thành quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân cao vào năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Những thành tựu mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành và giữ được trong 93 năm qua là cơ sở vững chắc để mỗi người Việt Nam yêu nước chân chính, có quyền tin tưởng, tự hào dựng bước đi tới xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đóng góp thiết thực vào cách mạng thế giới, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn. Thưa quý vị và các đồng chí, chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin được tạm dừng. Chương trình do phòng chuyên đề thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.